Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị Phật tử, bà con đồng hương Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Hôm nay âm lịch là 17 tháng 4 năm Quý Mão, ở tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, tiểu bang Cali, Hoa Kỳ, tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, là ngày 4 tháng 6 2023 dương lịch. Thì kính thưa quý vị, vài nét về ngôi chùa Quang Thiện này là đã hiện diện trên 20 năm ở tại thành phố Ontario. Đây là một thành phố tính chất cổ, yên tĩnh, hữu tình, thiên nhiên, cây cỏ được bảo tồn rất là đẹp và rất là phù hợp với cái không gian sinh hoạt tâm linh và tôn giáo. Ở nơi vùng Ontario, Pomona, San Bernardino và phụ cận cũng có nhiều bà con đồng hương Việt Nam tha thiết sinh hoạt Phật giáo. Cho nên là chúng ta ở trong Phật giáo của mình, trong cái lịch sinh hoạt là thường có ba cái dịp đại sự nhân duyên, lễ lớn trong một năm, đó là Tết và rằm tháng Giêng, đó là Phật Đản trong tháng 4 âm lịch, và đó là đại lễ Vu Lan trong tháng 7 âm lịch. Thì trong dịp Phật Đản suốt, đối với hải ngoại là suốt trong tháng 4 âm lịch, Thuận Giêng thông thường là vào cuối tuần trong 4 cái chủ nhật đó, thứ bảy và chủ nhật đó, ở nơi nào thuận tiện thì tổ chức đại lễ cho nó phù hợp với cái không gian, với trú xứ, với cái nhịp sống và sinh hoạt của bà con, thì hòa với không khí hân hoan, cờ hoa khắp nơi ở trong mùa Phật Đản mà chúng ta thấy suốt từ đầu tháng 4 âm lịch đến nay. Thì hôm nay chùa Quang Thiện, Ontario, Cali, Hoa Kỳ chính thức tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Ở nơi đây như là giờ phút này đây, trong một vài phút giây nữa thì sẽ có đại lễ chính thức cử hành. Thì chúng ta cũng nhận thấy quang cảnh xung quanh chùa Quang Thiện, cờ hoa, và quý vị thấy ở phía sau lưng là có 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3.000 thế giới đón Như Lai và bảo tượng Thích Ca sơ sinh bên cạnh cái lễ đài ở bên trong. Vậy thì đại lễ Phật Đản, Đức Phật vốn là Bồ Tát hộ minh từ cung trời Đâu Xuất, đã đản sanh ở tại Lâm Tỳ Ni cách nay là 2647 năm, tức là hơn 26 thế kỷ trôi qua. Nhưng mà là một vị gọi là một chúng sanh duy nhất, một hữu tình duy nhất đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chư thiên và loài người, cho nên gọi là đản sanh. Do đó ngày Phật Đản là ngày rất là hân hoan trên toàn cầu, cũng như Vesak của năm nay của toàn thế giới, trong đó có Liên Hợp Quốc đang tổ chức ở tại Đại học Mahachulalongkorn ở Thái Lan, và Phật giáo đồ khắp nơi đang tham dự ở đó. Thì tùy theo thời gian, không gian, trú xứ, ở đây Phật tử Quang Thiện rất là thuần thành, rất là nhiệt tình. Các ban bệ như là ban ẩm thực, như là ban trang trí, như là ban trật tự, như là ban âm thanh, ánh sáng, như là ban truyền thông của kênh Hành Pháp Channel chúng ta đây rất là nhiệt tình. Tất cả nhiều bàn tay, nhiều khói óc, nhưng mà chỉ chung một tâm niệm, một tấm lòng để mà góp phần làm sao cho đại lễ thêm phần long trọng, trang nghiêm và đúng tầm vóc của nó, để mà già trẻ tất cả đều đến đây để đón mừng gọi là ngày sinh nhật kỷ niệm của Đấng Bổn Sư, của Đấng Cha Lành, của Đấng Phụ Từ.
Cho nên là chốc nữa đây là chúng ta sẽ thấy có nhiều cái ẩm thực thức ăn của người Việt, có nhiều trang phục áo dài, hoa sen, và có tụng kinh người Việt vân vân. Thì như thế sự hiện diện của ngôi chùa gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên là bà con mặc dù sống ở tha phương, sống ở xứ người, nhưng mà một lòng vẫn hướng về cội rễ tâm linh, hướng về Phật pháp. Như là ông bà cha mẹ chúng ta, Phật giáo đã có mặt trên Việt Nam hơn 20 thế kỷ và hướng về văn hóa cội nguồn của dân tộc. Tất cả đều được tinh hoa đúc kết và lan tỏa, được thể hiện ngay trong đại lễ hôm nay với nhiều tiết mục trong đại lễ hôm nay. Và đặc biệt thì phía sau lưng ở đây là có tấm Phật. Thì ngoài cái việc mà cúng tụng nghi lễ pháp thoại, còn có một cái phần đặc biệt ở trong lễ Phật đản là tấm Phật. Tấm Phật là gì? Đấy là theo cái lịch sử là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa sanh ở Lâm Tỳ Ni thì có chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn chư thiên, và đã tắm cho Thái tử. Thì bây giờ đây chúng ta ôn lại cái lịch sử đó. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa thì con nay tắm gọi Đức Như Lai, đó là đầy đủ tất cả các pháp thân, các công đức để chúng ta tự tắm gọi, chúng ta tự tẩy sạch những nhiễm ô, những phiền não bản thân, để chúng ta trở thành trang nghiêm thanh tịnh, để trở thành xứng đáng người Phật tử, để thấm nhuần công đức, để thơm tho, để tinh khiết một đóa hoa tâm để cúng dường chư Phật. Và điều quan trọng là tất cả đều là gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Thì kính thưa kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, bởi vì giờ này cũng sắp đến giờ cử hành đại lễ, chỉ một vài lời giới thiệu về cái quang cảnh và cái không khí đang diễn ra để mà chuẩn bị bước vào đại lễ Phật đản ở tại chùa Quang Thiện Ontario. Nó như vậy, và chốc nữa đây thì quý vị sẽ tiếp tục theo dõi ở trong kênh Hành Pháp Channel, ở trong các cái video tiếp theo về đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 được trang nghiêm cử hành ở tại chùa Quang Thiện. Kính chúc chư tôn đức và tất cả quý vị Phật tử, gia đình thân quyến an lạc, chư duyên thù thắng, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và chúng ta cùng góp phần làm sao sao cho chánh pháp xương minh, tăng già hòa hợp, thiền môn hưng thịnh, tứ chúng an hòa, đồng tu tập để cầu nguyện, để lan tỏa ánh sáng Phật pháp, sao cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, tất cả đều được hạnh phúc thăng hoa, giải thoát theo chánh pháp Như Lai, và tất cả rồi cuối cùng sẽ được thành Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đáng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại chúng mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quang Hải xin kính chào tất cả các Phật tử xa gần đã theo dõi cái clip hôm nay. Thì Quang Hải cũng xin giới thiệu sơ qua, được sự hướng dẫn và cho phép của Hòa Thượng Viện Chủ cùng tất cả quý thầy ở trong chùa Quang Thiện. Quang Hải cùng với ban công quả và ban bồng phước của chùa Quang Thiện với lại ban chai soạn trong hai tuần qua đã cố gắng về chùa chỉnh trang và trang điểm cho ngôi chùa chúng ta, cho cái buổi lễ được trang nghiêm thanh tịnh. Thì quý vị sẽ thấy là trên cái khán đài mình có là tất cả là 32 bức tranh mà nói về lịch sử của Đức Phật. Chúng Quang Hải với lại tất cả các thầy ở đây đã cố gắng hoàn thành để trang điểm cho cái buổi lễ hôm nay. Thì ngoài ra là xung quanh đây là tất cả những cái cây cối hoặc là cái những cái lễ đài, những cái hoa sen đây thì cũng được rất nhiều anh em về bỏ thời gian về làm giúp Hòa Thượng Viện Chủ để mà quý vị mới thấy được cái sự trang nghiêm ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.